Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì em về một số bình giữ nhiệt này, còn rất mới luôn, size lớn nhá. Cụ đồ nghề, máy hút bụi, dao bếp, dao rừng đủ loại nhá. Xẻng inox này. Rồi, đi nhanh vào từng món nhá. Đây mã số N1, lên mã N nha. N1 một cái thùng đạn. Rất dày dặn luôn. Còn là khá đẹp nha. Bãi nhưng mà nó cũng còn ok nhé, nước sơn còn nguyên này, chiều dài nó 30 cm này, chiều ngang 15 cm, chiều đứng là 20 18 cm. Trong còn rất đẹp nha, kín không có bị hở gì nha. Thì chắc chắn luôn. Này mã số N1 350k. Vào đẹp nha. Mã số N2. Một cái bình giữ nhiệt size lớn nha. Không biết mấy lít đây. Này cũng phải tầm 2-3 lít gì đó. Không thấy ghi, này là có đế này, đế có xô này. Còn khá mới luôn. Tem mác còn nguyên nha. Trong lòng này rất là đẹp nha, đựng đá lớn luôn. Đây mở ra là mình kéo xuống này, đó. Thấy ấn vào, kéo xuống và ấn vào, bật ra. Không quen kéo xuống không thì rất khó gỡ nha. Có ống để hút này, rót nước, siêu lớn luôn. Rồi, con này mã số N2 320k, rất nhiệt rồi nha, còn ok. Mã số N3 cũng một cái bình giữ nhiệt thể thao, tem mác còn nguyên nha, rất mới nha. Này cũng phải tầm ít 7 nha. Đây có vòi hút luôn này. Trong lòng rất đẹp nha. Hơi tối này, nằm trong nó trắng màu xám chứ không phải màu trắng. Hai khóa luôn, chắc chắn nha. Này mã số N2 N3 250k. Mã số N4 một cái bình siêu lớn nhá, dài lớn luôn, chiều cao nó phải tầm 20 mấy cm ạ, còn rất mới luôn, tem mác vẫn còn này. Bên trong còn đẹp nha, rất là mới nha. À, trà hoặc là đá đều được. Mã số N4 N4 280k. Mã số N5 con dao thái siêu lớn nha. Đây có chữ này, rất nhiều chữ nha.
này nó làm hơi lõm vào, mình có thể đưa tay vào được này, cực dày luôn, phần này của nó dày 5 ly này, bỏng dần ra ngoài, khâu đồng này, cán còn chắc chắn nha. Chiều dài lưỡi của nó này 31 cm, phần này thì 35 cm, bản 9 phân phân còn khá đẹp nha, siêu lớn, mã số N5 370k, mã số N6 còn dao đi rừng, dao chặt mài hai mặt nha, chiều dài của nó là 18,5 cm, bản này 5 phân, bản này 5 phân rưỡi, dày 7 ly nhá, rất là dày. Đây có chữ này, loại mài hai mặt mà nó dài như thế này cũng rất là ít nha. Chặt gà, chặt vịt hoặc là chặt xương, chặt đồ vô tư nha. Điều cán của nó thì nó hơi bị hư rồi, về mình chế lại cán nha. Mã số N6 250k. Mã số N7, một con dao đi rừng mài một mặt, đây có chữ này, mỏ quạ nha, mài một mặt, cái này thì nó hai lớp thép nha, hai lớp thép, dày khoảng 6 ly, gáy chưa hề bị đập tè gì nha, còn mới nguyên luôn, cán còn chắc chắn nha. Này chiều dài của nó 17,5 cm, bản trong này 5 phân, ngoài này 6 phân rưỡi, rất đẹp luôn. Mã số N7 270k. Mã số N8 cũng một con dao đi rồi, dao chặt, đây chữ này rất lớn luôn, dày trong này 7 ly này, ngoài này khoảng 6 ly, cán hai khâu luôn, cực chắc nha. Chiều dài 18 cm, bản trong này 5 phân, ngoài này gần 7 phân, khá đẹp nha, cán chắc chắn. Mã số N8 270k. Mã số N9 con dao chặt, cán còn chắc luôn, gáy chưa hề bị đập tè gì nha. Đây nó khoảng 8 ly. Đây, 8 ly. Chiều dài 13,5 cm. Bản này 6 phân rưỡi. Ngoài này 7 phân rưỡi. Chữ này. Còn khá đẹp nha, mài hai mặt, mài hai mặt. Cán chắc chắn nha. Mã số N9 300k. Mã số N10 cũng một con dao đi rừng. Mài một mặt nha, đây có chữ này. Trong này dày 7 ly, mà này cũng 7 ly rưỡi, gáy chưa hề bị đập gì nha. Đó, còn nguyên phiêu luôn, vuông thành sắc cạnh nha, cán chắc chắn nha. Chiều dài của nó là 18 cm, bản đây 5 phân, ngoài này 6 phân, đây có chữ này. Mã số N10 270k luôn. N11 một con dao đi chặt, dao chặt nhỏ, cán cũng còn chắc chắn nha, mài hai mặt, chặt gà, chặt vịt, chặt đồ vô tư. Chiều dài 13,5 cm, bản này 5 phân rưỡi, ngoài này 6 phân rưỡi, dày trong này dày 6 ly, ngoài này 7 ly, nhỏ gọn thôi. Mã số N11 270k, còn nguyên tem mác này. Đó, tiếp theo là cái bộ máy để nắp vào đầu máy máy khoan này. Đó, cái này thì đầu chuyển đổi nhá, đầu chuyển đổi mình có thể chuyển đổi thành lưỡi cưa kiếm này. Đây, còn lưỡi cưa đi kèm luôn.
vặn ra để lắp nha. Thì hết lỡ lắp nó. Đây là hãm này. Đó. Đầu máy khoan. Đó. Đầu máy khoan thì mình có thể lắp vào đây. Chuyển thành lưỡi cưa kiếm, cưa gỗ hoặc là gì đó. Rất là gọn nhẹ nha, tiện dụng. Đây nó có tay của nó nữa này. Tay cầm này. Để khoái bên này cũng được. Nắp bên này cũng được. Lưỡi ngắn thôi, lưỡi khoảng 13 phân nha, lưỡi của nó 13 phân. Đây cái bộ lưỡi của nó này. Ba lưỡi nha, tầm ba lưỡi cưa, lớn nhỏ. Lớn mạch nhỏ. Rồi, một bộ như thế này. 170k. Bộ chuyển đổi. Mã số N12. Rồi, cái này một cái quyển sách này. Quyển sách nhưng mà thực ra nó là một cái hộp tiết kiệm nha. Là thay vì bỏ heo, mình có thể cắt đồ, một số đồ. Để có chìa khóa đi kèm này. Đó. Trong này là một cái két sắt. Cắt đồng hồ, nhẫn vàng, nhẫn bạc, tiền đô la gì đấy tùy các bác nha. Đó. Bên ngoài thì là giống quyển sách này, ngụy trang thôi. Bỏ lên chặn sách phần bí mật là bỏ cất giấu một số món đồ mà mình không muốn cho người khác biết, có chìa khóa nha, rất là đẹp luôn. Rồi một cái cuốn sách như thế này, mã số N12, 160k. Mã số N13. Cái máy hút bụi mini. Rồi. Cái máy như thế này thì nó có kèm một cái đầu này. Đó, đây đầu lọc này. Lọc thì ta sẽ bỏ vào đây. Lọc để ngăn ngăn bụi nó ra nha. Đó. Khi mà mình hút vào thì bụi nó sẽ tích ở trong này. Bụi sẽ tích trong này. Đây có một cái đầu nhỏ này. Để đưa vào những cái góc cạnh. Nào chạy ô tô có những cái kẽ hoặc là như đó. Hoặc ga lem, tem, nệm. Xài rất là tiện dụng nha. Cực kỳ ok luôn, nhỏ gọn, rất sạch luôn. Này xài sạc pin nha, đây có sạc của nó này, mình dây sạc thôi, và mình lắp vào cái đầu sạc điện thoại hoặc là cắm vào cục sạc dự phòng cũng được, rất tiện dụng nha. Này bộ bàn chải để mình trà cái thế ở bên trong này. Rồi một bộ máy bút hút bụi mini như thế này, mã số N13. N13, 150k, rất tiện dụng luôn. N14, viên đá mài dầu. À, bãi nha, vì đá dầu. Đây chiều dài của nó là 21 cm, ngang 5,5 cm, dày khoảng 2,5 ly, 2 phân rưỡi. Mã số N14, 160k.
Đây là một cái bộ dán chống thấm, keo dán chống thấm. Đây, cái vết nứt ở tường này đó, người ta dán vào, dán vào để cho nó chống thấm nha. Rồi, một quận băng keo chống thấm như thế này 50k nhé, 50k một quận. Mã số N15, một bộ tô vít đồ nghề này, nó hơi lộn xộn, rất là nhiều đầu nha. Đây, nó có một cái phần nắp nhỏ này. Ngày từ đầu 8, đầu 6 nhé, đầu 6 cho nó lớn nhất là màu 10, 13 này, 15, 14 nhé, lớn nhất là 14. Tay cầm này, loại vặn ngang này, và cái cần luôn, cái để mình có thể đưa vào trong chỗ góc cạnh, vẫn cong được này, đầu chuyển nhé, đầu chuyển. Rồi chuyển này mình có thể lắp vào đây cũng được này. Được chắc. Rồi, đây nó còn kèm theo một cái bộ lục giác nhỏ này, mini này. Các đầu bốn cạnh này, đầu dẹp đầy đủ nha. Một bộ như thế này, mã số N15, 230k. Mã số N16, N16 nha, dao xếp, xếp nhọc, kiểu bướm như đây. Đây thì một số cái gieo thì người ta dùng để múa đó. Mình không biết thì mình cứ xài bình thường cũng được đó. Gấp gọn nhỉ, gọn càng đẹp luôn, có cái phuy để cài này. Này mã số N16, 140k nhé, 140k rồi. Mã số N17, bộ vít sao, vít sao. Đây có T27 này, T30, T40, vít sao có cái lỗ trong này. T25, 20, 15, 10, T9. Bác nào mà xài đồ Nhật nhiều thì các bác cũng biết rồi, một số máy Nhật này, ổ điện xài vít sao. Cả chảo cũng vậy, nhiều cái nó cũng xài vít sao. Nhiều khi mình không có để mình sửa chữa cũng rất là bực mình. Vít thông thường thì không có xài được. Rồi một bộ vít sao như thế này, mã số N17, 140k. Cưa tốt này. Đây thì em giới thiệu mấy video rồi. Cưa Đài Loan nha, Nhật Taiwan, rất là sắc luôn, này sắc khá là bền, dài 35cm, cán liền này, để tháo rời lưỡi ra được, thì thay lưỡi nha, có vỏ luôn, còn nhẹ, một cái cưa này 100k nha, 100k. Mã số N18, còn dao đi rừng. Dao Đài Loan luôn nha, C-Max. Chiều dài của nó 19cm, bản đây là 4 phân 7, ngoài này 5 phân, dày 6 ly, chắc chắn nha, đẹp, mài một mặt.
có vào luôn. Mã số N18 350k. N19. Con dao chặt cán rất đẹp luôn, cán nó làm ngắn ngắn này, hơi bầu, cầm rất thuận tay nha. Dày khoảng 2 ly rưỡi gần 3 ly. 3 ly. Phần cán này nó liền luôn này, khâu liền. Để bọc luôn nha, giã hành giã tỏi cũng được. Chiều dài của nó là 20,5 cm, bản đây là 19,5 cm, khá ok luôn. Mã số N19 320k. Mã số N20, một cái bộ thìa muỗm nhĩa mạ vàng nha, thìa muỗm nhĩa mạ vàng còn rất là đẹp luôn. 2, 4, 6, 8, 10 món nha, 10 món. Trưng bày thì ok luôn. Mã số N20 160k. Bóng loáng luôn. N21 một bộ tương tự luôn. 24K này, 24K GP này. Bên Nhật thì họ không có đeo vàng như bên Việt Nam mình. Vàng người ta chỉ xài để trang trí thôi, mạ đồ các đồ thôi, người ta không có đeo. Một bộ này cũng 2, 4, 6, 8, 10 món nha, 10 món. Mã số N21, 160k. N22, một dao đề ba nhọc, đứt một hình người. Này làm cá, làm đồ thì vô tư đâu. Cá nhọc, cán xuyên suốt luôn, dày 2 ly nhá. Chiều dài 10,5 cm, bản 4 phân. Cán khá là nặng, đầm tay. 3 chốt này, cán gỗ nha. Mã N22, 140k. N23, một phôi dao. Dao Tulip Japan Stanet Teo. Cái này thì thực ra thì là nó in lỗi nhá, nó dập mà dập logo hai lần đồng lên nhau nên là nó vỏ nó không có màng. Thì chưa có mài lưỡi nhá, chưa hạ lưỡi, về mình hạ lưỡi. Phôi rất là dài luôn. Chiều dài là 25,5 cm, bản này 5 phân rưỡi này. Để mình mài chế cán thôi, nó dày khoảng 2 ly nha, gần 2 ly. Mã số N23 220k, siêu dài luôn. N24 con dao thái khá đẹp nha, cán gỗ này, đầu bọc luôn, khâu liền nha, khâu liền. Con này chiều dài của nó là 20,5 cm, bản này 4/3, phân 3. Mã số N24, 290k. Cần rất là đầm tay nha. N24, 290k. Mã số N25, một con dao thái. Đây có chữ này, cán gỗ nha, 3 chốt. Này chiều dài của nó 18,5 cm, bản đây 4 phân, khá là dày, dày hơn 2 ly nha, dày luôn. Mã số N25, 170k.
N26 dao mát, mát kháng khá nổi tiếng của Nhật. Con này cũng còn khá đẹp nhé, ba chốt này, cán full luôn. Chiều dài 16,5 cm, gần 17 cm, bản 4 phân, N26 170k, N27 con dao 3 lớp thép dạng sashimi 3 lớp thép, chiều dài 19,5 cm, bản 2 phân 7, mã số N27 150k, mã số N28 con Nakiri, còn rất là mới nhé, nguyên nước xi luôn. Đây có chữ này, khá dày, trong này dày 3,5 ly này, mỏng dần ra ngoài. Chiều dài của nó là 16,5 cm, bản 4 phân 7, cán còn đẹp nhé, chắc chắn. Mã số N28 260k, N29 còn dao thái sashimi, còn Nakiri, chiều dài là 21 cm, rất là dài luôn, bản 6 phân nhé. Này khâu nó bị mất rồi, thực ra không cần khâu cũng được luôn, cán của nó cực kỳ chắc nhé, bản lớn. Mã số N29 260k luôn. Hai con N29 này. Rồi N30 nha. N30 sashimi. Chiều dài 22,5 cm. Đây nó dày 2 ly này, dày 2 ly. Đây có chữ nha. 3.200 yên. Bản 3 phân. N30 220k. N31 cái compa cơ khí, chiều dài của nó là 29,5 cm, còn rất mới nhá, đầu còn nguyên này, chưa hư hại gì nha. SC 300, rồi cái này mã số N31 160k. N32 thì kéo cắt cành đúc rất là khít nha, móng tay được luôn, thì sắc luôn. Này chiều dài của nó là 19,5 cm, mã số N32 250k. N33 cũng một cây kéo các cành đúc luôn, lưỡi cũng còn nguyên nha, đầy đầy lưỡi luôn này, chưa qua mài rũa gì. Đây, chữ này, nòi xo ruột gà nha, xo con sâu. Con này chiều dài của nó là 17,5 cm, mini chốt đồng, mã N33 250k luôn. Mã số N36 36 một bộ rũa này, 4 cây, một cây rũa mịn này, bán nguyệt, cây rũa lớn này, vuông này, cây bán nguyệt nữa này, là một cây rũa tròn bộ như này, mã số N36 100 cây, 100k. N37 cũng một bộ tương tự luôn, cây bán nguyệt này, bán nguyệt lớn này, cây bán nguyệt mịn này, cây rũa tròn và một cây tam giác, mã số N37 100k.
N38, cái lưỡi xẻng này chiều dài của nó là 28,5 cm, ngang đây 12,5 cm. Phần này của nó thì chắc chắn nha, chẳng nhật thì nó hơi cũ nhưng mà nó xài chỉ có mòn lưỡi thôi, không có bị rẽ phần này nha. Mã số N38, 180k. N39, một cái bơm có bầu nha, có bầu hơi để bơm xe máy cũng được luôn. Đó, hơi còn đầy nha, vòi còn rất là đẹp luôn. Đây có ba cái vòi đi kèm này. Đây, vận chuyển nó hơi xước xát một chút thôi, thực ra nó còn rất là mới nha. Mã số N39, 230k. N40, cây xẻng inox nha, còn rất là đẹp nha, cán chắc chắn này, inox 304, chiều dài của nó là 24 cm, ngang đây là 17 cm. Thì chắc chắn luôn, chẳng nhọc. Tổng chiều dài của nó là 80 cm, tổng chiều dài 80 cm, cực kỳ cứng cáp luôn. Mã số N40, 430k. Rồi, trên đây là một số món đồ ngày hôm nay. Bác nào cảm thấy món nào phù hợp với mình, xem kỹ video trước khi lựa chọn nha. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.